Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm một video test đôi loa CNL455E cho anh Võ Tiến Đạt ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành anh Võ Tấn Đạt đã yêu mến và tin tưởng Huấn Audio để đặt hàng ở ngoài Hà Nội chuyển vào. Anh là một trong những người mà rất tin tưởng Huấn Audio. Anh đã chuyển hết tiền trước khi chuyển hàng. Một trong những điều ít thấy khách hàng nào tin tưởng vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Đây là một chiếc một đôi loa BMB xịn do Trung Quốc sản xuất, gân còn zin. Đây là một chiếc của mình đang quay, đây là một chiếc gần zin hết ạ. Còn đây là một chiếc nữa đây ạ. Đó. Đó. Ê căng của nó đây ạ. Logo BMW. Mặt sau. Đó. Đây trái bên này đây ạ. Mình sẽ quay đằng sau cho mọi người thấy. À, đây là chiếc nếp. Đây là CG của nó đây ạ. Để mình làm video để chuyển đúng CG luôn, không có sai. Để cho anh Võ Tấn Đạt anh theo dõi video luôn. Cái bên này nữa đây ạ. Đây cái đúng phi giờ ở phía đúng xe gì đấy. Mình làm video để chắc chắn rằng là hàng chuyển đi là đúng như thế. Bây giờ mình thử test nhé. Bây giờ mình thử tiếng mic trước. Mình sẽ bật loạn nhạc, tất cả nhạc luôn. Mình xin phép được dừng cái video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Võ Tấn Đạt đã yêu mến Huấn Audio để đặt hàng ngoài này. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio từ trước đến nay. Xin mọi người hãy đăng ký cái kênh của Huấn Audio để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh. Xin chào mọi người.